Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Thì hồi nãy mình vừa mới tìm ở trên mạng ấy, thì mình thấy có một cái tựa game khá là hay ho và rất là bánh cuốn. Vì thế là mình muốn lan tỏa cái sự hay ho với bánh cuốn này tới tất cả mọi người. Cho nên là mình đã quyết định quay một clip để xem nó như thế nào. Và nếu các bạn thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Thực ra thì một like của mọi người cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, cùng lắm thì mất của các bạn 2 giây. Nhưng mà nó lại là một cái động lực rất là lớn dành cho mình nha mọi người. Vì thế các bạn đừng tiếc bỏ ra vài giây để bấm like ủng hộ cho Vũ Lít. Và cái tựa game này mang tên là The Last Royal, một sự kết hợp của Free Fire và Minecraft. Vâng, và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng bắt đầu vào game nào. Let's go. Rồi, và trước khi mà bắt đầu game thì mình sẽ cho các bạn xem profile của mình trắng trơn luôn mọi người. Ở đây thì có một cái ba xích tích kịt các bạn ạ, sẽ rơi vào tầm 100 cái tờ L này, 100 cái đồng tiền đồng này. Common tích kịt sẽ rơi ở 15 kim cương, Golden tích kịt 35 kim cương, và cuối cùng là Mega tích kịt với giá là 60 kim cương các bạn ạ. Ngoài ra thì ở đây nó còn có một vài cái pack này mọi người. Pack con ngựa này, mình cũng chưa hiểu pack này là pack gì nhưng mà nhìn nó có vẻ khá là không hiểu các bạn ạ. Vậy là cái game này nó cũng là một tựa game gọi là pay to win à, sơn súng tăng đam rồi anh em. À, ngoài ra chúng ta có một số nhiệm vụ nữa anh em. Hình như là chúng ta có thể làm mấy cái nhiệm vụ này để có thể nhận được kim cương để mở dương hay sao ấy. Rồi, và mình sẽ đặt tên cho nhân vật của mình nha mọi người. Tất nhiên là Vũ Lít rồi, và mình sẽ chơi thử cái chế độ solo xem thế nào. Let's go. Rồi, hiện tại là chúng ta đang có mặt ở trong game. Ôi sao nhìn mình cúi bắp vậy? Đây, mình có thể xoay nhá, sử dụng chuột để điều khiển. Đấy, và vừa mới vào thì game đã bắt đầu rồi. Thì hiện tại là chúng ta đang có mặt trên một cái khinh khí cầu nha mọi người. Và ở trên khinh khí cầu này có tất cả là 50-60 người gì đấy. Đấy, mọi người đã bay xuống rất là nhiều rồi. Và chắc là mình sẽ chờ cuối bộ anh bay ha. Ui, ở dưới đây nó có một cái gì này. Mình sẽ ấn giữ space để có thể rơi xuống nhanh hơn à. Ui, mới vào ở đây có một người rồi anh em. Ui, nó xuống nhanh hơn mình anh em ơi. Hình như là vào đây có đồ hay sao ạ. Chết rồi, mình phải đập gỗ anh em ạ. Đấy, tại sao mình lại nói game này là sự kết hợp của Minecraft? Bởi vì là các bạn ngoài cái việc mà anh em... Ui, trong nhà này có người. Ngoài cái việc mà các bạn chạy bo ra thì các bạn phải đập đồ xong rồi craft đồ các kiểu đó nha. Thì các bạn mới có đồ này để mình đập thử xem nào. Không biết là trong mấy cái thùng này có gì không? Rồi, có cái gì đấy? Máu hay gì anh em ạ? Ui, trời, quên. Đập số 1 đi. Số 1 thì chúng ta đang cầm tay không anh em ạ. À, số 3 như phi tiêu hay sao ấy? À, bẫy à? Rồi, chúng ta sẽ có bẫy ở đây nha. Ngoài ra chúng ta có mấy căn nhà nhỏ ở đây mọi người. Đó, thì mình phải cố gắng kiếm đồ ở mấy cái thùng này, chắc là trong mấy cái thùng này. Và hình như là bo nó đang bo vào. Úi, mình có thể nhận được một cái gậy à anh em. Và một cái gì đấy, từ từ. Nó hơi lắc anh em ạ. Rồi, chúng ta có thể ấn số 4. Sức mạnh của cái này. Úi, câu lửa. Được nha. Mình không biết là đổi chỗ của mấy cái này như thế nào anh em ạ. Nhưng mà số 1 sẽ là đập tay không nha anh em. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cuống. Úi, lại một cái quả cầu lửa nữa. Nhưng mà quả cầu lửa này nó màu xanh anh em ạ. Cho nên là chắc là chúng ta không cần quả cầu lửa màu xanh đâu. Mình sẽ tiếp tục đập. Đó. Bàn tay. À, bàn tay để làm gì đấy? À, bàn tay để tát, nhưng nó chỉ tát được một phát thôi nha mọi người. Thì ở cái server này mình là bởi vì là ui, mình là người player mới ấy các bạn. Cho nên là nhìn nó sẽ hơi kiểu mình ở người server này là server nước ngoài đấy. Cho nên là chúng ta sẽ nhìn nó hơi lắc. Ui, có đánh lộn đây. Mình sẽ đứng đây mình bắn ké. Ấy chết rồi. Ui, có cả Kaito Kid rồi đây nha. Ui, mình bị cháy. Mình phải ăn. Uống máu. Rồi, chạy vào. Chạy đã anh em. Ờ, mình sẽ uống máu. Ui, nó bắn tôi. Ghê đấy. Ây da, sau khi mà chúng ta hoàn thành xong thì nó sẽ hiện cho chúng ta những cái thông số đây mọi người. Mình chả gây đam nào này, chả gây đam phép, chả gây đam tay nào, chả hồi được máu nào các bạn ạ. Đấy, cũng chả gây được cái gì hết. Nói chung là mình đứng hạng 18 mà mình chả làm được cái gì hết. Rồi, chúng ta cùng tới với trận đấu thứ hai các bạn ơi. Cái tựa game này thì nó hơi lắc một chút xíu. Thực sự là mình khá là buồn, nó không như một số cái tựa game IO khác. Mặc dù đây là một tựa game IO nha, nhưng mà hình như nó không có server châu Á đấy các bạn. Cho nên là như anh em phải thấy này, ping lúc nào cũng rơi vào tầm 100 mấy ấy, thì nó sẽ hơi bị chậm hơn và hơi bị bất lợi hơn so với những người chơi khác. Nhưng mà không sao, bôi cao sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, bôi hành sẽ đỡ, bôi mỡ sẽ liền. Chơi nhiều thì chắc nó sẽ quen anh em ạ. Get go. Hình như là mình thấy là chỗ nào cũng có người nhảy đấy anh em. Cho nên là mình sẽ tìm cái chỗ nào mà nhìn nó có vẻ vắng vắng một chút xíu mình nhảy để có thể sinh tồn nó lâu một chút xíu ha. Bởi vì mình thấy là chỗ nào cũng có người ấy. Đây, mình sẽ nhảy ở đây đi. Xong mình sẽ bay qua bên đây. Đấy, các bạn thấy là bên đây hơi ít người này. Xong mình thấy có người chưa gì đã rơi xuống rồi, xong rồi cầm súng rồi anh em. Đấy.
Đấy, cái game này nó cũng nhảy dù á, mặc dù chỉ là một con game. Ui, mở cửa. Ui giời, có cả mở cửa nè. Game này có cửa nhá, không giống như một số tựa game mà nó không có cửa anh em ạ. Mình sẽ mở cái này ra. Ui, sao mình có cảm giác là mình cứ bị quen với mấy cái đồ gậy này nhỉ? Mặc dù mình không biết là. Ui. Ấy da, ghê, gậy phép anh em ạ. Hợp lý. Ai có cả ai đốp nữa này. Mình sẽ đi qua mình lấy ai đốp à. Không biết là game này có giáp dùng không? Ôi, đấy, rơi đi. Đang rơi anh em ơi. Rơi nhanh lên. Rơi, đây rồi, đổ. Ui, vãi tè. Nó rơi lên cái mình mất máu ạ. Rồi đập ra phải không? Ui, phải đập ra mới có ở trong ấy hả? Sau khi mình đập xong thì chắc là mình phải đi lấy máu, lấy bổng. Ấy, từ từ đã. Mình chiếu vào đây nó có được không? Chắc được đúng không? Không được anh em ạ. Lấy cái này bằng cái gì hả anh em? Cái này như là còn có độc nữa cơ. Redstone Arm. Ấy, ở đây có một cái giường vàng anh em. Mình sẽ đi ra đây mình lấy một cái giường vàng này để xem bên trong nó, hy vọng nó có tim máu đi. Cái gì này? Mình cũng biết. À, có khiên. Ngon. Cái này là cái gì? Mình nghĩ là mình cần có máu đấy anh em. Mình cũng chả biết cái đây là cái gì nữa, nhưng mà không biết làm nào. Để đập cái này ha. Chắc đây đập khá là lâu đấy anh em. Trời ơi, mình chơi một hồi mà chỉ còn có 10 người đấy các bạn. Có vẻ như là mấy thanh niên này khá là máu. Ê, từ từ nha. Mình thấy đây có táo. Mình nghĩ là ăn táo được anh em. Ăn táo để hồi máu. Chắc thế. Ok kìa. Ơ, không cho lấy táo à. Đây. Số 3. 3. Uống máu. Cay chứ nhờ. Cái game này như nó nổi lắm hay sao anh em. Mình thấy là toàn người thôi. Chả có bot. Hầu như những cái game mà mình chơi thì đa phần là nó sẽ có nhiều bot đấy mọi người. Nhưng mà cái game này mình chơi thì đa phần là thấy toàn người là người thôi các bạn ạ. Bot đâu chả thấy mà toàn thấy người thôi. Mà lại còn bị lắc nữa, cho nên là coi như là chúng ta chấp một cái ở đây anh em. Đây, mình sẽ bay qua đây ha. Bên đây có vẻ không thấy ai bay này. Ừ, mới nói không thấy ai bay thì có đầy người bay luôn. Đấy, úi sao chỗ này nhìn đồng không mông quạnh vậy ta. Dưới đây có cái gì không trời. Đây, nhìn thấy có vẻ có đồ. Ấy, có người kia kìa. Trời ơi, chưa gì mình đã thấy người đấy. À đây rồi. Sao mới vào mình toàn kiếm được mấy cái đồ như này nhỉ? Mày hiểu mới. Ấy, mình có dao điện anh em. Hết mana. Trời ơi, hết mana. À, trong đây còn các cái nhà nữa hả mọi người. Từ từ nha. Đỡ nè. Ơ, lấy đâu ra mana để hồi giờ. Đấy, các bạn thấy không, lời nhặt đồ cũng hơi mệt nhá. À đây, hồi mana rồi anh em. Có một chú thổ dân đây. Ui, mạnh anh em ơi. Khá là mạnh nha. Rồi mình sẽ cầm cái giáo này vào trong nhà. Mình xiên thằng ở trong nhà này. Hình như trong nhà nó có một đứa. Ô, chết rồi à. Ui, hiện tại là mình đã khá là mạnh nha anh em. Mình có hai đồ đổ ạ. Nhìn là mình đã thấy top 1 đứng cận kề rồi. Nhưng mà mình chưa biết là cách nào để gọi là. Ui, có một cái trượng xịn này anh em. Trượng hồng với trượng đỏ ấy, trượng nào ngon hơn hả mọi người. Thay vào cái này đi. Mình chưa biết cách nào để gọi là đổi đồ anh em ạ. Ở đây có một cái đồ màu trắng nữa, chắc là mình chả có cần đâu. Mình thử xài cái này xem nó thế nào ha. Ở đây ngoài đây còn có một cái cung vàng nữa anh em. À, mình sẽ đi. Ui, một cái trượng nhìn cũng có vẻ ngon. Chắc đồ đỏ là đồ mạnh nhất rồi các bạn. Mình nghĩ thế. À, đây có người trong nhà này. Mình sẽ. May ở bưởi. Chết rồi, bo vào. Chạy em bạn ơi. Từ từ đánh. Ủa, cái này nó phải gồng nữa anh em ạ. Gồng rất là mệt. Ui, mình cũng khá là mạnh nha. May ở bưởi. May. À, từ từ nha. Phải ke anh em ạ. Chơi game này cũng là một cái game kỹ năng đấy. Các bạn có phải. Chết rồi, hết mana. Chết rồi, mình lại. Quăng cái vũ khí đi rồi anh em. Thôi từ từ bạn ơi. Thôi. Ui, bọn này nhìn chơi chuyên nghiệp quá hả. Mình lại là newbie nữa anh em. Ơ, đánh nhau không. Ơ, sao nó chui vào nhà được hả. Quay. Một hit trượt này. Trời, sao chơi xài đồ toàn hết mana hả. Không sao, mình nghĩ là mình nên bỏ qua đi. Bỏ qua cho nhau đi bạn ơi. Không sao. Ấy, mình uống cái gì á? Trời ơi, mình không biết mình uống cái gì nữa, cay thế nhở. Ok các bạn ơi, lần này sẽ là lần cuối nha mọi người. Bởi vì là cái game này mình thấy nó khá là lắc các bạn ơi. Lúc nào ping cũng cao hết đấy. Với cả là đa phần là người chơi không cả. Chả có máy chơi hết đấy. Mấy cái tựa game kiểu EvoWar hay là mấy tựa game kia mình thấy là máy chơi khá là nhiều. Còn tựa game này là toàn người chơi thôi. Với cả là chúng nó chơi lâu nữa. Cho nên là kinh nghiệm của người ta lúc nào cũng hơn mình. Mình nghĩ là mình cần phải sử dụng gọi là mẹo anh em ạ. Nghĩa là chúng ta sẽ đi bay xa xa chút xíu.
ta loot nhiều đồ chút xíu, sau đó là chúng ta quay lại chúng ta đánh nhau. Nãy giờ mình chơi mình mới chỉ có kill được một mạng thôi mọi người ạ, khá là khó. Đấy, một con tàu sẽ có tất cả tổng cộng là 48 người. Ấy thế đa phần người ta nhảy ở đầu hết, toàn người biết chơi, toàn người chơi hay người ta nhảy ở đầu không à? Người ta thể hiện trình độ của bản thân anh em ơi. Còn mình thì mình gà cho nên là mình phải nhảy tít ở phía sau anh em ơi. Đấy, phía cuối chắc là sẽ ít người nhảy. Ít người nhảy thì tỷ lệ gọi là lấy được đồ nó sẽ cao hơn. Dưới đây có gì không vậy? Chắc mình bay qua đây đi. Bay qua đây mình thấy có một cái dương đồng bên đây này anh em. Đấy. Ui có cả dương vàng nữa hả? Được đó nha. Mình sẽ lấy cái dương vàng, ở trong cái dương vàng có gì? Ui. Ấy, đứng. Đây mình sẽ có cùng một cái kiếm hay một cái khiên thì phải. Ấy. Lấy đồ mệt thật đấy. Đúng là bị lag có khác. Có người qua. Mình thấy có người qua anh em ơi. Từ từ. Mình có khiên này chắc mình không sợ. Nào, các bạn thấy chưa? Độ lag của game này quá là lá lag luôn. Ui, khỏe nhá. Cái kiếm mà chặt một phát là được một món luôn. Ôi đây táo anh em ơi. Mình nghĩ là mình cần phải ăn táo để hồi máu. Ngoài đây có thêm một cái dương nữa. Trời ơi toàn đồ cùi thôi. Chắc là mình sẽ không lấy đồ cùi à. Mình sẽ lấy đồ xịn thôi anh em ạ. Được. Chỉ cần ngoáy một phát thôi là được một cái anh em. Bây giờ ta sẽ đi từ từ ngoài vào. Đây là chiến thuật của những... Ui cũng có 12 người anh em ạ. Phải đập cả cây. Đập cả viên đá này để lấy đồ anh em ạ. Đấy. Wow ở đây còn có một cái dương vàng nữa. Ngon nha. Ui đồ tím. Chảy tím à. Đây mình sẽ lấy hết nha. Mình chả biết mấy cái này cái gì hết đấy. Spay là sao? Amulet. Mình không biết là cái nào ngon hơn. Hình như cái này nó khiến cho mình chạy nhanh hơn thì phải. Ui người ra còn có cái chảy ấy này. Được rồi. Ui. Được rồi đi thôi anh em ơi. Ơ kìa bị vướng này. Cái game này nó bắt điều khiển nhiều thứ đó các bạn. May là cái kiếm của mình nó nhanh ấy các bạn. Kiếm của mình nó giúp cho mình có thể vào boa nhanh hơn. Còn đâu đó tầm 10 người thôi các bạn. Và hiện tại là chúng ta cũng đang có mặt ở trong boa rồi. Trời ơi. Đồ đỏ như gà dạ đây mà. Ui mình vừa có một mạng. Nhưng mà hình như mình cũng sắp ngủ rồi. Uống thử cái nước này vào này. Nước này là nước gì ấy nhỉ? Hồi máu. Số 5. Ăn quả táo anh em. Ăn quả táo uống miếng nước. Quả táo nó không hồi máu anh em. À quả táo ấy nó hồi máu từ từ anh em ạ. Cái gì đây? À cái này là cái bẫy hay sao ấy. Ui kéo à. Ghê nhỉ. À mình sẽ kéo nó vào sau đó mình tấn công nó. Hợp lý. Ui súng à. Ui sao nhiều đồ quá vậy. Được nha, cái này mà mốt là mình PVP hay thì mình sẽ lấy đồ này mình PVP anh em. Súng này bắn là bá cháy luôn. Ui càng vào giữa thấy càng nhiều đồ ấy nhở. Ui đây có người anh em ơi. Thôi mình vào boa trước. Vào boa ưu tiên, ui ôi. Thôi bạn ơi, vào boa bạn ơi. Ê đánh nhau đi, đúng rồi các bạn đánh nhau đi. Mình sẽ chiến đấu với người cuối cùng. Ai may mắn sẽ được chiến đấu với mình. Ai may mắn sẽ là người cuối cùng chiến đấu với mình. Từ từ đã, mở cửa ra. Trong nhà này, ui trong nhà có người. Kéo, ôi kéo trượt rồi. Chạy chạy. Ôi nó có bom mù. Ui dạ, đau. Chứ đồ mình còn có 79 máu thôi. Ủa, máu nó sẽ hồi phục liên tục à. Ngon. Vậy thì mình không sợ anh em ạ. Ê núp anh em ơi, núp. Đấy. Kéo, ấy kéo cũng trượt nữa ạ. Ê anh ơi, ui cái gì ấy. One hit die luôn. Vãi lều. Ok, và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ clip để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của mình. Bye!